Địa điểm có nhiều quán ăn chế biến món đu đủ đâm là Sop Nom Pi, xã Châu Lăng. Chỉ một đoạn đường chưa đến 500m có hơn 10 quán bán món ăn dân dã này. Vì vậy mà nơi đây được mệnh danh là con đường đu đủ đâm ở miền Tây. Đu đủ đâm là một món gỏi đu đủ của người Campuchia. Khi chế biến, người ta thường dùng cách đâm hoặc là dầm giã trong cối. Thành phần chính của món đu đủ đâm chi tôn là đu đủ bao sợi kết hợp với một số nguyên liệu gia vị khác. Để món ăn ngon, trái đu đủ phải là loại sắp chín. Người miền Tây gọi là đu đủ mỏ vịt. Trong đó, một loại gia vị không thể thiếu là mắm ruốc. Đây chính là bí quyết giúp món đu đủ đâm chi tôn thêm đậm đà, thơm ngon hơn. Cô chủ quán có làm nước mắm rất đặc biệt để làm gỏi. Món này dành cho mọi lứa tuổi, cả người lớn và trẻ em đều ăn được. Để giữ độ giòn, đu đủ sau khi bào sợi phải được ngâm qua nước muối loãng và để ướp lạnh. Khi có khách gọi món, chủ quán cho các nguyên liệu gồm đường, muối, bột ngọt, hành tím, tỏi, ớt và một miếng chanh vào cối rồi đâm cho đều. Sau đó cho thêm ít cọng rau muống và các loại rau thơm, quế. Các nguyên liệu tiếp tục được đâm với lực nhẹ hơn để không bị nát. Đu đủ đâm ở Phnom Penh dùng mắm ruốc nên tạo được hương vị riêng biệt. Đặc biệt khi ăn sẽ kèm thêm trứng vịt vữa, một loại trứng có lòng trắng và lòng đỏ hòa vào nhau, nên món ăn có một chút béo của trứng vịt hòa với nước sốt gỏi, đu đủ giòn sần sật, vị mặn vừa phải của mắm, vị chua của chanh, vị béo của đậu phụ rang, vị cay của những miếng ớt hòa quyện vào nhau. Ăn đến đâu, tê đầu lưỡi đến đó. Đu đủ đâm thì dĩa nhỏ thì 10.000, dĩa lớn thì 20, bò sâu 4.000, chân gà thì cặp 10.000, cánh đùi với 20 vậy đó, với hộp dịch 3.000 nữa. Đu đủ đâm phải kèm với hộp dịch, thường thì khoảng 100 dĩa, 200 dĩa gì đó, còn ngày Tết thì gần 1.000 dĩa. Dù xuất phát từ món ăn dân dã, nhờ nguyên liệu dễ kiếm và cách thức chế biến độc đáo, món ăn dân dã này giờ nằm trong danh sách những món ngon nhất định phải thử khi ghé thăm vùng đất biên giới Chi Tôn, An Giang.